Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Khu đô thị Linh Đàm thuộc địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Phía sau chiếc cổng chào khu đô thị kiểu mẫu là địa bàn hoạt động của rất nhiều đầu gấu. Chiếm dụng lòng đường, vỉa hè, ngang nhiên thu tiền của người dân trái quy định. Thu phế từ quán trà đá vỉa hè đến những gánh hàng rong. Sức ép giao thông, mất mỹ quan đô thị. Bộ mặt phố phường nhem nhuốc, lộn xộn. Cuộc sống ở phố mà khổ hơn ở quê. An ninh trật tự luôn căng thẳng bởi những ổ nhóm anh chị. Có một thế giới khác ở khu đô thị Linh Đàm khiến người dân luôn lo âu, bức xúc nhưng ít người dám lên tiếng. Tất cả sẽ được phơi bày qua loạt bài Khu đô thị kiểu mẫu có nhiều đầu gấu đăng tải trên truyền hình Người Đưa Tin tại địa chỉ tv.nguoiduatin.vn. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.